Xin kính chào tất cả các quý phụ huynh và các em học sinh đang xem bài giảng online của kênh Mít Hạnh. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập của bài 31 trang 42 vừa bài tập toán lớp 5 tập 1 bài luyện tập trung. Ta sẽ đi vào bài tập số 1, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Câu A, 1 chia cho 1 phần 10. Như vậy, các em có thể nháp ra, ta dùng nháp như này. 1 chia cho 1 phần 10. Chia, các em sẽ chuyển thành nhân nghịch đạo. Đấy, cái số 1 này này, cái số 1 này, các em có thể viết là 1 phần 1. 1 phần 1 thì nó cũng bằng 1. Tất cả các cái số đứng một mình, các em có thể đưa về dưới dạng mẫu là 1 cho cô. Được chưa? Đấy, chia cho 1 phần 10 thì các em nhân nghịch đạo, tức là nhân với 10 phần 1. Sau đó các em lấy tử, mẫu nhân mẫu. Như vậy 1 nhân với 10 bằng 10 này. 1 nhân 1 bằng 1. Như vậy 10 phần 1 tức là 10 chia cho 1 thì sẽ bằng 10. Như thế chúng ta sẽ có kết quả là 1 chia cho 1 phần 10 thì kết quả chúng ta sẽ bằng 10. Bằng 10, các em ghi 10 vào. Như vậy 1 chia 1 phần 10 bằng 10. Như vậy số thứ nhất này chia cho số thứ hai này bằng 10. Như vậy cái số thứ nhất này nó sẽ gấp 10 lần số thứ hai nhá. Lấy số thứ nhất này chia cho số thứ hai này bằng 10 này thì số thứ nhất nó sẽ gấp 10 lần số thứ hai. Như vậy 10 nó sẽ gấp 1 nó sẽ gấp 10 lần 1 phần 10. Sang câu B. Câu B hoàn toàn tương tự. Chúng ta có 1 phần 10 các em chia cho 1 phần 100. Chia thì các em đi nhân nghịch đạo. Như vậy bằng 1 phần 10 các em nhân với 100 phần 1. Các em lấy tử nhân với tử. 1 nhân với 100 bằng 100. Mẫu nhân mẫu, 10 nhân với 1 bằng 10. 100 chia 10 bằng 10. Như vậy thì 1 phần 10 chia cho 1 phần 100 sẽ bằng 10. Bằng 10, ta tính ra đây kết quả bằng 10 đây. Như thế, cái số thứ nhất này này chia cho cái số thứ hai này bằng 10 lần, bằng 10. Như vậy, cái số thứ nhất nó sẽ gấp 10 lần số thứ hai. Đây chúng ta đã đi chia rồi đây và thấy là nó gấp 10 lần. Câu C. Các em lấy 1 phần trăm, các em chia cho 1 phần nghìn. Chia thì đi nhân nghịch đạo sẽ bằng 1 phần trăm nhân với 1.000 phần 1. 1.000 phần 1. Như vậy đến đây rồi chúng ta sẽ lấy tử nhân với tử. 1 nhân với 1.000 thì bằng 1.000 này. 100 nhân 1 bằng 100 này. Các em sẽ lấy 1.000 chia cho 100. Kết quả chúng ta sẽ bằng 10. Đúng chưa? 1.000 chia 100 bằng 10. Như vậy 1 phần trăm chia 1 phần nghìn, kết quả của chúng ta bằng 10 ở đây. Các em ghi kết quả bằng 10 vào. Như vậy số thứ nhất này chia cho cái số này này thì bằng 10 lần. Như vậy số thứ nhất nó sẽ gấp 10 lần số thứ hai. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Sang bài tập số 2. Sang bài tập số 2. Tìm x. Câu A. X cộng với 1 phần 4 bằng 5 phần 8. Như vậy, đây, số hạng này cộng với số hạng bằng tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, các em lấy tổng, các em trừ đi số hạng đã biết. Trừ đi số hạng đã biết. Như vậy, x sẽ bằng, các em lấy tổng 5 phần 8, các em trừ đi số hạng đã biết, tức là trừ đi 1 phần 4. Các em nháp ra ngoài nhé. Ta có 5 phần 8 trừ 1 phần 4, nháp ra nháp. Mẫu số chung của chúng ta sẽ bằng 8. Như vậy cái phân số đầu tiên các em giữ nguyên. Phân số thứ hai các em quy đồng. Quy đồng, lấy cả tử và mẫu nhân với 2. Như vậy 1 phần 4 thì bằng 2 phần 8. Đến đây rồi, các em lấy tử trừ đi tử. 5 trừ 2 bằng 3, giữ nguyên mẫu là 8. Kết quả chúng ta sẽ bằng 3 phần 8.
3/8. Ý B. Số bị trừ, số trừ hiệu. Muốn tìm số bị trừ, các em lấy hiệu các em cộng với số trừ. Bên này đang là trừ này, chuyển sang thì nó là cộng đúng không ạ? Hoặc là lấy muốn tìm số bị trừ lấy hiệu cộng số trừ. Như vậy x sẽ bằng 1/6 cộng 1/3. 1/6 cộng 1/3, các em đi quy đồng mẫu. 1/6 cộng 1/3. Mẫu số chung của chúng ta sẽ là 6 đúng không ạ? Như vậy cái con 1/6 này các em giữ nguyên. 1/6 này các em giữ nguyên. 1/3 muốn đưa về mẫu là 6, các em nhân cả tử và mẫu với 2 đúng không? Nhân cả tử và mẫu với 2 thì chúng ta sẽ có là 1/3 sẽ bằng 2/6. Đấy, nhân tử và mẫu với 2. Đến đây rồi các em lấy tử cộng tử, 1 cộng 2 bằng 3. Giữ nguyên mẫu là 6. Vậy 3/6 các em có thể rút gọn đi. Rút gọn chia cả tử và mẫu cho 3. Như vậy kết quả của ta sẽ bằng 1/2. Sau khi tính toán chúng ta được kết quả là bằng 1/2. Các em ghi kết quả 1/2 vào. Như vậy kết quả sẽ bằng 1/2. Câu C. Đây là tích hai số nhân với nhau bằng 9/10. Như vậy muốn tìm thừa số thì các em sẽ lấy tích, các em chia cho cái thừa số đã biết. Và các em có thể làm ra nháp, tính toán ra nháp. Như vậy 9/10 các em chia 3/5. 9/10 này chia 3/5. Chia thì các em sẽ chuyển cho cô thành phép nhân nghịch đảo, tức là nhân 5/3. Ta có 9 x 5 bằng 45, 10 x 3 30. Đến đây rồi, các em chia cả tử và mẫu, rút gọn cả tử và mẫu cho 15. Như vậy 45 chia 15 bằng 3, 30 chia 15 bằng 2. Sau khi rút gọn chúng ta được kết quả là 3/2. 3/2, các em ghi kết quả 3/2 vào. X bằng 3/2. Cuối cùng số bị chia, số chia thương. Muốn tìm số bị chia, các em lấy thương các em nhân với số chia. Như vậy x sẽ bằng 18 nhân 1/6. Như vậy x sẽ bằng, các em nhẩm luôn, lấy cái số này nhân với cái tử chia cho mẫu. Như vậy lấy 18 nhân 1 bằng 18, chia cho 6. Như vậy kết quả chúng ta sẽ bằng 3. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được hai bài tập đầu tiên là bài tập số 1 và bài tập số 2. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô ở đây một chút nhé. Sau bài tập số 3, một đội sản xuất ngày thứ nhất làm được 3/10 công việc, ngày thứ hai làm được 1/5 công việc. Hỏi trung bình 2 ngày đầu, hỏi trong 2 ngày đầu, trung bình mỗi ngày thì làm được bao nhiêu công việc? Ở đây, các em có thể làm gộp hoặc là chúng ta tách ra. Chúng ta sẽ tìm xem thử là trong 2 ngày, đội sản xuất đã làm được bao nhiêu công việc. Kem sẽ lấy 3/10, kem cộng với 1/5. Được chưa? Sau đó tìm trung bình thì chúng ta lấy cái kết quả đấy, kem chia 2 ra. Nhá. Hoặc là chúng ta làm gộp luôn, tìm trung bình luôn. Bằng cách lấy 3/10 cộng 1/5, trong ngoặc kem chia 2 thì cũng được. Có hai cách các em làm, kem có thể gộp lại hoặc là tách ra thành hai phép tính. Như vậy cô tách thành hai phép tính như sau. 2 ngày đầu
đội sản xuất làm được. Kem sẽ lấy ngày thứ nhất là 3/10. Kem cộng với ngày thứ hai là 1/5. Kem có thể nháp ra. 3/10 cộng 1/5. Mẫu số chung của chúng ta ở đây là 10. Như vậy 3/10 kem giữ nguyên. 1/5 này đưa về mẫu là 10, kem nhân cả tử và mẫu với 2. Như vậy 1/5 thì lại bằng 2/10. Đến đây hai phân số này cùng mẫu, kem lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 5/10 có thể rút gọn đi, chia cả tử và mẫu cho 5, rút gọn bằng 1/2. Như vậy trong 2 ngày thì sẽ làm được 1/2 công việc. Đấy. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm trung bình. Trung bình mỗi ngày đội sản xuất làm được. Trung bình mỗi ngày đội sản xuất làm được thì kem sẽ lấy tổng trong 2 ngày này, cái tổng trên kem chia 2 ra, chia 2. Như vậy 1/2 chia cho 2, 1/2 chia cho 2 thì chính bằng 1/2 chia cho 2/1. Tất cả các số đứng một mình kem có thể đưa về dạng mẫu là 1, bởi vì 2 chia 1 thì cũng bằng 2 mà. Nên 2 chia 1 thì cũng bằng 2, đúng không ạ? Như vậy 1/2 chia 2/1 tức là 1/2 chia 2 đấy. Chúng ta viết như này để chúng ta chuyển về nhân nghịch đảo đi. Đấy, chuyển về nhân nghịch đảo. Như vậy nó sẽ bằng 1/2 nhân 1/2 thì bằng 1/4. Như vậy sẽ làm được 1/4 công việc. 1/4 công việc. Đáp số. Sẽ là 1/4 công việc. Sang bài tập số 4. Bạn nào cần có thể dừng video bài giảng của bài số 3 ở đây một chút. Mua 4 quả trứng thì phải trả 10.000 đồng. Hỏi mua 7 quả trứng phải trả bao nhiêu tiền? Như vậy câu A, trước tiên các em phải tìm cái giá của 1 quả trứng, đúng không ạ? Giá tiền của 1 quả trứng này. Giá của một quả trứng thì các em sẽ lấy 10.000 đồng. Các em chia cho 4 quả ra để tìm giá một quả. Như vậy một quả trứng có giá là 2.500 đồng. Như vậy một quả nó sẽ có giá 2.500 đồng. Vậy số tiền để mua 7 quả trứng. Số tiền mua 7 quả trứng thì các em sẽ lấy số tiền mua 1 quả, các em nhân với 7 lên. 2.500 đồng, các em nhân 7 lên. Như vậy
vậy 2.500 đồng nhân với 7 thì kết quả chúng ta sẽ bằng 17.500 đồng. Sang ý B. Nếu giá bán mỗi quả trứng giảm đi 500 đồng thì với 10.000 đồng có thể mua được bao nhiêu quả trứng? Như vậy, giá ban đầu của chúng ta là 2.500 này. Như vậy, giá của một quả trứng sau khi giảm, đúng không ạ? Sau khi giảm đi 500 đồng sẽ là 500 đồng sẽ là giá ban đầu của nó là 2.500. Bây giờ giảm đi 500, tức là chúng ta trừ đi 500. Như vậy giá một quả trứng bây giờ chỉ còn có 2.000 đồng thôi. 2.000 đồng một quả. Như vậy với 10.000, sau khi giảm giá, với 10.000 thì chúng ta mua được số quả trứng sẽ là, kem sẽ lấy 10.000 này, kem chia cho cái giá sau khi đã giảm, tức là chia cho 2.000. Như vậy với 10.000 thì chúng ta sẽ mua được 5 quả trứng, đúng không? Sau khi giảm giá, thì với 10.000 đồng có thể mua được số quả trứng là 10.000. Kem chia cho cái mức giá sau khi đã giảm, tức là chia cho 2.000. Như vậy chúng ta sẽ mua được 5 quả. Đáp số câu A là 17.500 đồng. Câu B là 5 quả. Như vậy, trên đây cô và các em đã vừa đi xong được toàn bộ các bài tập của bài 31 trang 42-43, phần luyện tập trung ở trong vở bài tập toán lớp 5. Để ủng hộ cho cô, sau khi xem video bài giảng, các em hãy nhớ like video bài giảng, chia sẻ video giúp cô nhé. Hãy giúp cô chia sẻ video lên mạng xã hội. Các quý phụ huynh hãy dành một chút thời gian chia sẻ video giúp cho kênh, để cho kênh ngày càng lớn mạnh, chúng ta có thêm nhiều sinh mới để là có động lực cho cô ra các cái video mới cho các con. Đồng thời bạn nào chưa đăng ký kênh thì chúng ta hãy nhấn nút đăng ký màu đỏ ngay phía dưới góc phải màn hình và nhấn vào biểu tượng hình quả chuông để chúng ta tiếp tục theo dõi thêm các video mới ở trên kênh. Các quý phụ huynh hãy để ý xem thử ở lớp các con của chúng ta, ngoài cái quyển toán lớp 5 và vở bài tập toán 5 ra, ở lớp các con còn học thêm quyển nào là quyển bắt buộc của môn toán, thì các quý phụ huynh có thể comment vào phía dưới tên quyển sách hoặc là quyển vở học ở lớp bắt buộc của môn toán, tên tác giả và tên nhà xuất bản. Nếu nhiều học sinh cùng học một quyển giống nhau thì trên kênh sẽ tiếp tục ra các cái video để hướng dẫn trong cái quyển sách đấy. Cảm ơn tất cả các quý phụ huynh và các em học sinh đang dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video học tiếp theo.